các bạn thân mến, tôi là gia sư Ngô Đức Thắng ở trung tâm phong thủy tâm thiện. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến với các bạn trên cộng đồng mạng, vì vừa qua có rất nhiều các bạn là hỏi về vấn đề những cái trạch tuổi làm được nhà, tuổi nào là tuổi rộng, năm nay làm được nhà rồi, ngày nào làm được nhà. Có lẽ nó cũng là nguyện vọng chung của các bạn khi xem tuổi làm nhà, cưới vợ cho con. Thế thì hôm nay thầy sẽ phổ biến đến các bạn cách tính trạch tuổi làm nhà một cách kỹ lưỡng để các bạn có thể tự tính được tuổi mình có làm được nhà hay không. Rất đơn giản, các bạn chú ý đón xem nhé. Thứ nhất, đây là ba ngón tay, 1 2 3, ta kẻ một đường ngang, 1 2 3, kẻ một đường ngang tiếp là 4 5 6, kẻ một đường ngang nữa là 7 8 9, tức là có 9 ô. Trong đó có ô đầu tiên ở ngoài cùng này là Khôn, là vị trí số 1. Ô thứ hai là Đoài, ô thứ ba là Càn, ô thứ 4 là Khảm, ô thứ 5 là Trung Cung, ô thứ 6 là Cấn, ô thứ 7 là Trấn, ô thứ 8 là Tốn, ô 9 là Ly. Người ta mặc định Khôn là Phúc, Đoài là Đức nha, Càn là Bại, Khảm là Hư, Trung Cung là Khốc, Cấn là Quỷ, Trấn là Tử, và Tốn là Bảo, và Chín vào vị trí ở Ly là Lộc. Vậy có Khôn, Phúc, Đoài, Đức, Tốn, Bảo và Ly Lộc là bốn vị trí đó là làm được nhà nếu tuổi nào rơi vào đó. Thế còn nếu tuổi nào rơi vào vị trí Càn này mà cố định làm thì người cha sẽ bị ảnh hưởng. Nếu rơi vào vị trí Cấn này mà bạn cố tình làm nhà thì mẹ sẽ bị. Nếu rơi vào vị trí Tử này, tức là Trấn Đông này, thì con sẽ bị. Các bạn rõ chưa? Vậy thì tính qua cho các bạn 43 tuổi chẳng hạn, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. 43 tuổi thì không được trạch tuổi làm nhà. Thế nhưng nếu cố tình làm thì ở đây là Tử, tức là con của bạn sẽ có vấn đề. Nhưng nếu 42 tuổi có làm được nhà hay không thì ta tính 10 ở ngón này, 20, 30, 40 vào đến đây, 41, 42 tuổi vào vị trí Quỷ. Nếu bạn cố tình làm thì vợ hoặc người mẹ có vấn đề nha. Thế như nếu 39 tuổi, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 về vị trí Càn này, nếu như bạn cố tình làm thì người cha sẽ bị có vấn đề này, nguy hiểm. Thế thì để các bạn hiểu được, trong bốn vị trí Phúc, Đức, Bảo và Lộc này, mỗi vị trí có 6 tuổi làm được nhà, bốn vị trí có 24 tuổi làm được nhà và 55 tuổi không làm được nhà. Đó là tính như trạch tuổi. Thì theo phong thủy thì chúng tôi chỉ cần trạch tuổi làm được nhà là chúng tôi cho làm, đấy là quan trọng nhất. Thế còn kim lâu tam tai hoàng ốc, đấy là theo cách tính cổ xưa. Thế nhưng mà thôi, để cho các bạn yên tâm thì trước hết chúng tôi đi vào phần đầu là về cái trạch tuổi này, đọc cho các bạn để bạn tự ghi vào nhé. Thứ nhất là ở trạch ở chữ Phúc, ở trạch Khôn này, ở Phúc thì sẽ có 6 tuổi là 19 tuổi, 28 tuổi, 37 tuổi, 46 tuổi, các bạn ghi vào đi, 55 tuổi, 64 tuổi. Đấy là ô Phúc một đầu này. Ô Đức thì ta tính ra rồi là chỉ có 20 tuổi, 29 tuổi, 38 tuổi, 47 tuổi, 56 tuổi và 65 tuổi. Các bạn ghi vào nhé, những cái này nó là rất quan trọng. Thế ở cái Bảo này, tức là vị trí Tốn này, người ta tính ra được 26 tuổi, 35 tuổi, 44 tuổi, 53 tuổi, 62 tuổi, 71 tuổi. Đó là vị trí Bảo này, là người cha. Thế còn ở vị trí Lộc này
người ta tính ra được 27 tuổi, 36 tuổi, 45 tuổi, 54 tuổi, 63 tuổi và 72 tuổi. Đấy là những cái tuổi được chạy, 24 tuổi chạy được để làm ở nhà. Thế nhưng thể theo nguyện vọng của các bạn thì tôi cũng có xen kẽ cả cái tam tai kim lâu hoàng ốc và chọn ra ở đây là 10 tuổi được cả chục tuổi và không phạm tam tai kim lâu hoàng ốc. Thế xin đọc với các bạn, thứ nhất là tuổi sinh năm 1951 là tuổi Tân Mão, các bạn ghi vào là 10 tuổi đấy. Tuổi thứ hai là sinh năm 1954 tuổi Giáp Ngọ, và tuổi thứ ba là tuổi sinh năm 1960 tuổi Canh Tý, tuổi thứ tư là sinh năm 1962 Nhâm Dần, tuổi thứ năm là sinh năm 1963 Quý Mão, sinh năm 1972 Nhâm Tý, sinh năm 1978 Mậu Ngọ, sinh năm 1987 Đinh Mão, sinh năm 1990 Canh Ngọ, sinh năm 1996 là Bính Tý. Còn thôi, thời gian nó có hạn thì thầy cũng không đọc tam tai kim lâu, những tuổi nào tam tai kim lâu không hoàng ốc đâu. Và bây giờ là thầy sẽ đi đến một cái phần cho các bạn, đó là cái ngày tốt. Cái ngày tốt này là thầy đã mặc định cho các bạn là nó không phạm được cái gì nhé. Có thể cưới vợ được, làm nhà được, động thổ được, nhưng các bạn chỉ cần lấy tuổi của mình, chẳng hạn bạn tuổi Dần thì lấy Dần tốt Ngọ, chọn những ngày Dần ngày tốt thì Ngọ trong những cái ngày của tháng đó. Hay tuổi Tý thì chọn thân Tý Thìn cho ngày đó. Hay là tuổi Sửu thì chọn Tỵ Dậu Sửu cho ngày đó. Cái đấy thì ai biết, thì tra lịch là biết thôi. Những tuổi hợp, ngày hợp với mình thì là ai cũng biết. Thế còn tuổi tốt thì tính rất là lâu. Thế cho nên thầy tính sẵn cho bạn ở đây. Thế tháng 3 thì có ngày mùng 1 tháng 3. Đây các bạn ghi vào. Ngày mùng 2 tháng 3. Ngày mùng 8 tháng 3. Ngày 11 tháng 3. Các bạn ghi vào ạ. Ngày 13 tháng 3. 14 tháng 3, 20 tháng 3, 21 tháng 3, 23 tháng 3, 26 tháng 3, đó là tháng 3. Thế còn tháng 4 thì có 2 tháng 4 năm nay nhuận ạ. Thế nhuận thì tháng 4 đầu sẽ là ngày 1 tháng 4, nó rơi vào 23 tháng 4 âm lịch đấy. Ngày mùng 2, ngày mùng 6 tháng 4, ngày mùng 7 tháng 4, ngày mùng 8 tháng 4, ngày 12 tháng 4, ngày 13 tháng 4, ngày 20 tháng 4, ngày 24 tháng 4, ngày 25 tháng 4, ngày 30 tháng 4, đó là tháng 4 đầu. Còn tháng 4 nhuận thì các bạn ghi tiếp vào. Ngày mùng 1 tháng 4 nhuận tức là ngày 23 tháng 5 dương lịch đấy. Thì có mùng 1, mùng 2, mùng 6, mùng 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 21, 23, 24, 25 và ngày 26, đó là ở tháng 4 nhuận. Thế vậy là thầy đã nói một cách rất vắn tắt cho các bạn là cái cách để làm sao mà tính được trạch tuổi làm nhà. Cái thứ hai, thầy tính cho các bạn 24 tuổi trạch tuổi làm được nhà để cho các bạn ghi vào rồi. Cái thứ ba là tính cho bạn 10 tuổi là tránh tam tai kim lâu hoàng ốc nhé, để thể hiện nó cho các bạn. Thì thôi, nếu các bạn có duy tâm thì nó cũng yên tâm. Thì cái thứ tư là chọn cho các bạn những ngày tốt. Thế là vậy, là hôm nay là thầy dành thời gian mang cái kiến thức của mình để mà giúp cho cộng đồng, mong rằng nó sẽ có hữu ích cho các bạn nếu như rơi vào vấn đề làm nhà làm cửa, cưới vợ cưới con. Thế còn mọi vấn đề thắc mắc các bạn có thể gọi thẳng cho thầy nhé. Gọi thẳng cho thầy với số điện thoại là 0972 561 540. Thầy sẵn sàng giải đáp miễn phí toàn bộ và giúp đỡ các bạn. Còn cũng xin báo cáo lại với các bạn là trên trang web của thầy thì cũng đang dạy miễn phí. Trang web của thầy có đường link là phongthuytamthien.com, viết thường không dấu, viết liền nhau. Kênh YouTube riêng của thầy có đường link riêng là Phong Cách Thủy Cách Tâm Cách Thiện, chữ đầu viết hoa, có đầy đủ dấu. Khi các bạn vào trên YouTube thì viết đường link của thầy ra thì sẽ hiện ra đăng ký, các bạn sẽ nhấn vào đăng ký.
để thứ nhất là ủng hộ thầy, thứ hai là các bạn có thể thấy upload video mới là các bạn được biết luôn trên nhà mạng là người ta báo về, cái thứ ba nữa là để theo dõi thường xuyên. Thì qua đây cũng muốn mang một chút kiến thức nhỏ của mình để giúp đỡ cho đời, mong rằng sẽ được sự ủng hộ, chia sẻ, đăng ký của đông đảo các bạn trên cộng đồng mạng để giúp trung tâm chúng tôi hoàn thiện hơn nữa để mà phục vụ cho đông đảo bà con và cộng đồng mạng theo cái di nguyện của các thầy gia sư của chúng tôi, đó là mang tâm đức giúp cho đời, cho được đời càng cho được nhiều càng tốt. Chứ còn các bạn yên tâm, chúng tôi hoàn toàn tư vấn và dạy và giúp đỡ các bạn miễn phí, kể cả là các bạn có điều kiện là gần gũi và cần phải có những cái vấn đề gì về để giúp đỡ các bạn chúng tôi đến tận nơi chúng tôi phục vụ giúp đỡ, nhưng các bạn không phải bận tâm gì cả nhé. Mong rằng qua đôi lời chia sẻ sẽ được sự chân tình đáp lại của đông đảo các bạn trên cộng đồng mạng. Xin chân thành cảm ơn.